Những mẹ nào mà đang có con nhỏ, đặc biệt là những bạn hay bị tiêu chảy này, hay bị ốm vặt này, những bạn mà bị suy dinh dưỡng còi xương, chậm ăn chậm lớn và ăn mãi nó không hấp thụ thì không được bỏ qua cái video này của em. Đó chính là Shiro Kiện Tỳ Hoàn của tập đoàn Phật Tử. Cả một tập đoàn lớn như vậy đứng top 10 ở bên Trung mà chỉ nghiên cứu cho ra duy nhất một sản phẩm dành cho bé thôi. Và đây các sản phẩm của bên em nhá thì đều chiết xuất 100% từ các thảo dược tự nhiên. Và cái Shiro Kiện Tỳ Hoàn thì sẽ đóng lọ như thế này. Một hộp của bên em sẽ 6 lọ, sẽ có 6 lọ, mỗi lọ là 10 ml. Và cái vị uống của nó thì là vị mật ong cho nên các trẻ con rất là thích. Và thành phần này: hoàng kỳ, lai phục tử, bạch chuột, sơn tra, hoài sơn, tang diệp và đại táo. Thì tất cả các thành phần này khi mà kết hợp với nhau thì sẽ có chủ trị các bệnh, ví dụ như tiêu chảy này, những bé kém ăn này, chậm lớn này, bị còi xương, suy dinh dưỡng này, những bé mà hay bị viêm đường hô hấp trên, đặc biệt giống như kiểu là hay bị ho này, hay bị có đờm ở cổ này, ở phổi này, ở viêm phế quản này, thì uống cái sản phẩm này mọi người sẽ thấy hiệu quả ngay. Và em nói luôn này, với những sản phẩm dành cho bé thì không phải là uống một phát là các bé sẽ ăn ngay được nha mọi người nhá. Tuy nhiên là cái sức đề kháng của các bé thì sẽ tăng lên rất là nhiều. Còn cái việc ăn ngon thì mọi người sẽ phải theo liệu chỉnh của các bé. Những bé nào mà đã đi khám dinh dưỡng rồi ấy mà ăn mãi không lớn thì sử dụng cái này ít nhất cho em phải từ 3 đến 6 hộp nhá. Và những bé nào mà dưới 2 tuổi thì một ngày mọi người sử dụng cho em một lọ như thế này, chia làm 2 lần. Còn từ 2 tuổi trở lên thì mọi người sử dụng cho em là ngày 2 ống. Còn những bé trên 10 tuổi thì mọi người cần sử dụng nhiều hơn nhá.